Ngày 13 tháng 3, như đã hẹn cùng nhau, các sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nô nức cho một sự kiện tâm điểm của tháng thanh niên. Vòng sơ tuyển của chương trình sinh viên thanh lịch với những thử thách đầu tiên đầy thú vị. Ban giám khảo cùng với những thành viên có nhiều uy tín tại các cuộc thi nhan sắc đã hội tụ về sân khấu quay để chứng kiến phần thi sơ tuyển của 135 thí sinh đến từ hơn 30 tập thể lớp khác nhau. Một đêm diễn đầy màu sắc với những phần trình diễn bất ngờ với các khán giả góp mặt. 32 thí sinh được xác định, họ bắt đầu một hành trình cùng nhau tiến vào đêm chung kết. Các thí sinh không có thời gian để bỡ ngỡ, họ nhanh chóng bắt nhịp cùng với chương trình. Hướng dẫn cho top 32 là đạo diễn catwalk Crazy Nhóc, một gương mặt quen thuộc của các cuộc thi nhan sắc hàng đầu Việt Nam. Được làm việc với một không khí chuyên nghiệp là một trải nghiệm cực kỳ quý báu với các thí sinh của chương trình. Đêm thi tài năng lại là một bức tranh với đa dạng màu sắc khác. Những thí sinh đã bùng nổ trên sân khấu khi được phát huy năng khiếu của mình. Có những thí sinh đã vượt qua được giới hạn của bản thân trên sân khấu 3B, làm không khí vốn đã nóng lại càng nóng hơn bao giờ hết. Ban tổ chức chọn ra top 3 tài năng ở bảng nam và top 3 tài năng ở bảng nữ để đợi chờ công bố ở đêm chung kết. Tất cả mọi thứ đang ở phía trước và một đêm. Những buổi tập luyện ngày càng hiệu quả cao hơn, mang lại không khí hứng khởi khi các thí sinh đã kịp thân thiết với nhau. Càng đến gần ngày thi chung kết, không khí tập luyện càng hối hả và gấp rút hơn. Các thí sinh cũng đã có những buổi thử đồ tại các cửa hàng thời trang của các nhà thiết kế tài trợ cho chương trình. Trước đêm chung kết, ban tổ chức cùng với các thí sinh đã miệt mài hơn 8 tiếng đồng hồ tại sân khấu Thế giới trẻ để có phần chuẩn bị tốt nhất. Điều đáng tiếc đối với các bạn có lẽ là việc thí sinh Lê Huỳnh Bảo Ngọc không thể góp mặt trong đêm thi chung kết vì bị ốm. Dù rất tiếc nuối, nhưng Bảo Ngọc không quên gửi đến những người anh chị và những người bạn đồng hành lời chúc tốt đẹp nhất và mong mọi người thành công trong đêm thi chung kết. Nhất thao. Cuộc thi sinh viên thanh lịch được tổ chức với chủ đề Thanh Xuân nhằm tìm kiếm những sinh viên không chỉ có vẻ đẹp về ngoại hình mà còn toàn diện về tâm hồn cũng như hoàn hảo về tri thức, đã đi đến chặng cuối cùng. Nhưng những điều đặc biệt sẽ luôn còn mãi, bởi nơi đây chắc chắn sẽ là một dấu ấn đẹp trong ký ức thanh xuân của chúng ta.